Chào các bạn. Hôm nay tụi mình tiếp tục với cái series cắm trại, nhưng mà lần này sẽ là cắm trại theo con số bạn. Ở đây là mình có tất cả là 10 cái lá bài từ 1 cho tới 10. Và mình sẽ xào. Đó, sau đó hãy vào trong đây. Sau đó xào thêm lần nữa. Ai bóc vào lá bài có bao nhiêu nút? Ví dụ như vậy, bóc vào một nút thì nó sẽ cấm trại, chỉ được phép là mua một món đồ duy nhất thôi. Còn nếu như mà nó may mắn nó bóc vào 10 nút hoặc là 9 nút gì đó thì nó sẽ có thể mua được tương ứng. Ví dụ như nó vô 10 nút đi thì nó sẽ được mua là 10 món các bạn. Nó có thể mua liều, dao, bàn, ghế, thức ăn, tôm, cua, cá, vô được miễn đúng 10 món. Hiểu không? Hiểu. Rồi ok, ai bóc trước? Thôi vậy tiếp ha. Từ từ, mình phải bóc nút trước chứ. Vậy không? Một nút em cười ỉa. Mày đó. Cầm luôn em. Ta gà. Ôi, vậy một chút là mừng rồi. Ồ. Xạo luôn. Rồi, tiếp theo là mình. Không có gì luôn. Không có gì luôn. What the? Wow. Ôi. Bơi đúng, bơi đúng nha. Ghê à. Rồi, Tom. Làm lại dân phòng. Không nhìn, không nhìn tới đâu, anh sống à. Rồi, bốn nút. Có còn bị đặt lên anh. Bốn nút, đâu sao đâu. Anh xào mà, nó bài như nhau mà. Rồi, nó quay tới vậy với nhân phẩm. Rồi, tiếp tục là Tốt. Rồi, Hương. Hương thì tầm 3 nút là được rồi. Ê, 3 nút, 3 nút. Wow. Vậy là đủ rồi. Ừ. Đây, đây là cái số nút của mỗi người các bạn. Mình sẽ được phép mua 10 món. Ăn sẽ mua 6 món, Vĩ sẽ 1 món. Toàn được phép mua 4 món, Hương 3 món và Tú 2 món. Và đặc biệt là ở đây mình có một cái zig zag các bạn. Ở dưới đây là có mấy cái tờ số sao rồi số tiền các bạn, để biết là có bao nhiêu tiền để dành mua. Như bây giờ lui ra cái nè. Như bây giờ thằng Vĩ nó hãy vào 10 triệu thì nó vẫn chỉ được mua 1 món gì nhất thôi. Hiểu không? Ok, vậy cho Vĩ hãy trước đi. Mấy người nào xui xui cho hai trước á. Đúng rồi. Để coi vậy được mấy đốt nha mấy bạn. Dạ dạ dạ. Wow. Wow. 10 triệu. Cái gì đây? Cứ vô vàng dựng. Nhưng chỉ được mua một bó em. Nó bồng thay bộ. Rồi tiếp theo là ăn nha. Để xin tờ giấy lại rồi. Qua shop luôn em. Anh dê anh dê. Bên đây rồi. Mình chỉ cần 2-3 triệu là đủ ăn rồi. Ồ, 2 triệu. Đưa cho bạn coi luôn. 2 triệu nha. Đây. Rồi 2 triệu. Tiếp theo là mình nha bạn. Cầu mong khoảng 2-3 triệu là được rồi, không cần quá nhiều. Nhiều cũng đâu biết mua gì đâu. Trời ơi. Từ nay nên gọi là Lâm nhân phẩm bạn ơi. 5 triệu mà còn 10 nút nữa. Rồi tới to đúng không? Bây giờ chỉ có 1 triệu là ngon rồi. Đây, đây để đại luôn nè, không sao đâu, để đại luôn. Em nghĩ gom hết giữa. Đúng rồi, gom hết giữa luôn. Dứt em. Rồi. Dạ, không có sao cũng được đâu. Ê. Cái đó không có gì hết, cái đó không có gì hết á. Hay là ghé quay quanh shop luôn nha. Rồi ơi. 3 sao, 1 triệu. Còn quá ngon. Tao sẽ có 1 triệu. Gọi tới ai? Hương nha. Rồi, Hương vô. 33% 3 triệu à, ngay ký 3 triệu à. 33% tất cả mọi thứ. Ê, ê. Thôi, hay lại. Hay lại luôn. Mình vẫn còn nhân phẩm. Các bạn nhấn like coi để cổ vũ cho Hương lên không sao nha bạn. Like nào. Hương công giờ quá nha. Tiếp theo luôn. Vậy thì mình thả ở đây rồi nó sẽ qua kia. Đúng rồi. Ê, thiệt cả chưa. Ê. Thôi mình sẽ về không sao qua chỗ này. 2 sao qua chỗ này, 1 sao ngay giữa nha. Rồi. Lại luôn. Làm gì chết. Thôi đây. Nhân phẩm. Vô đây em. Nè, nó tấm ca ngon nè. Thôi không em chết. Toàn ngon. Thôi, sao tới banh con giờ mà. Đi về nè em. Không sao con, không sao nè. What the hell. Anh Hương nó sẽ mua được 3 món với 10k. Đó là một câu chuyện vui. Rồi tới ai? Cuối cùng là Tú đúng không? Tú. Rồi Tú là cuối cùng nha bạn. Dạ hỏi hả lấy hai sao được mà. Không. Phải hãy đi cho em. Tự tin với em. Nè em. Ôi. Rồi qua chị qua rồi hả? Vô. Em giống là hồi nãy đó là không sao thì phải. Ừ vô không sao nè. Trời ơi Tú. Vung quá à.
500k hay là 100k đây? Vẫn là tôi ơi. Thôi có hai món rồi 500 đi. Cái nữa Tú là tâm Tú với Hương là những người cuối cùng nên thay công vợ chốt giá bạn ơi. 100 luôn cho chọn. Trời ơi, ăn nói cái nào vô cái đó luôn á. Nãy nó nói vậy một sao là một sao thiệt, một nút thiệt luôn. Rồi chúng ta sẽ xô những cái số tiền và số nút ra nha. Đây đầu tiên là mình sẽ có là 5 triệu với 10 món. Thằng An là sẽ có 2 triệu với lại 6 món. Tú là sẽ có là 100k với 2 món. Thằng Khương thì nó sẽ có 3 món nhưng mà chỉ được xài trong 10k thôi. Còn thì là 1 triệu và 4 món. Và cuối cùng là cực cuối nha bạn. 10 triệu nhưng mà được mua 1 món thôi. À, nói chung là bây giờ là cái đám tụi mình là sẽ là muốn mua cái gì mua miễn trùng với lại cái số nút và số tiền thôi nha bạn. À, nói chung là bạn nào thích cái ý tưởng này của tụi mình thì hãy nhấn like, chia sẻ cũng như nhấn đăng ký kênh nha bạn. Nút đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí. Khi đăng ký kênh các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình làm những clip cắm trại, những clip thử khách khác nữa nha. Bây giờ tụi mình đi mua đồ. Dĩ nhỏ đâu rồi? Một món mua gì suy nghĩ cho em. Rồi ạ. Rồi tụi mình đã đến được địa điểm cắm trại mới bạn. Lần này tụi mình đi ra bãi biển Vũng Tàu nha. Chỗ mà lúc làm clip tốn tiền các bạn. Mình thấy chỗ này có bãi cỏ khá là đã luôn. Các bạn đã luôn bò rồi còn nhiều nữa. Đặc biệt là có cả xích bò nữa. Nói chung là tụi mình sẽ cắm trại địa điểm mới đó chính là Vũng Tàu. Rồi đầu tiên là mình sẽ giới thiệu đồ người của từng người và số nút của từng người luôn nha. Số tiền nữa. Rồi đầu tiên là cô Dĩ. Một nút hả em? Một nút à. Và có là 10 triệu. Một nút và 10 triệu các bạn. Và kết quả là nó chỉ được chọn một thứ duy nhất trong 10 triệu đó. Ví dụ như nó có thể là chọn là liều nè, hoặc là chọn đồ ăn, hoặc là chọn nước uống. Mỗi cái nó chỉ chọn được một thứ duy nhất thôi. Và quyết định là chọn cái này là bột ngũ cốc hả? Bột ngũ cốc. Vừa có nước à, nè, vừa có đồ ăn luôn nè. Nó mua cái yến mạch ăn liền các bạn. Đây là một cái mạch gọi là ngũ cốc nhưng mà lại bán khuyến mãi á. Tặng theo thêm hộp sữa nữa. Yến mạch Thạnh Nhan này là 249.000 là mạch của con Dĩ đó bạn. Còn cái mạch yến mạch trái cây 89.000 này là mua cho cameraman. Tức là Dĩ nó sẽ ăn mạch lớn 249.000, cameraman là 89.000. Và cái mạch lớn này là được tặng kèm một cái hộp sữa bạn. Tại vì yến mạch này là người ta đổ sữa vô tàn nên nó quyết định là nó không minh á, nó mua cái mạch yến mạch này. Có cả nước luôn. Nguyên một combo như vậy, khoảng tính là một nha bạn. 249.000. Lần đầu tiên mình thấy một người mà nhỏ như cô Dĩ luôn. Một nút và 10 triệu. Có 10 triệu nhưng chỉ mua được một món duy nhất thôi. Không sao, có đồ ăn, có nước uống là ngon lắm rồi em. Này là combo các bạn, nó không minh đó nha. Tiếp theo là Tú. Hai nút. Có bao nhiêu tiền em? 100k. Hai nút và 100k. Thì Tú nó chỉ được mua hai món thôi. Đó chính là một bình nước và ba lửa luôn. Tại vì giờ mua bình nước nhỏ giờ mua một bình, mua bình nước lớn giờ mua một bình đúng không? Nên nó quyết định là cho một bình nước rất là lớn. Và một bịch xúc xích nha bạn. Xúc xích Mỹ. Xúc xích Mỹ. Rồi Tú mua hai món là 86.900 đồng nha bạn. Rồi tiếp theo là bé Hương. À, mấy nút em? Hương được 3 nút. Nhiêu tiền? Có 10k. 3 nút và có 10.000 để mua đồ nha. Tức là nó chỉ được mua 3 món thôi. Và đây là 3 món rất là đã luôn. Món đầu tiên là tôm hùm nướng. Mình rất ít ăn tôm hùm nướng. Cái này là xì nách nha bạn. Con này bị tôm. Hai con tôm luôn. Ờ. Cái này là nước suối. Rồi tổng bia của Hương là 5.400. Nhưng mà dạng như là có 400 đồng lẻ lẻ các bạn. Nên mình không có tính là tính chẳng nó 5.000 luôn. Và nó mua bịch xì nách này 5.000 nữa là tính chẳng là 10.000 các bạn. Đáng lẽ là 10.400 đồng. Nhưng mà tính cho nó đúng 10.000 luôn nha. Yeah. Coi như là đặt ăn cho nó chỉ có 10k thôi bạn. Và nó mua lố 400 đồng nha. Ok, coi như bo hơn 400 đồng. Là nó được 3 món nha. Rồi tiếp theo là cu toàn. Mấy nút em? 4 nút anh. 4 nút và có 1 triệu. Và có 1 triệu để mua. Rồi bill của cu toàn nó mua tổng cộng là 225.000 nha bạn. Và nó có 4 món gồm có là liều nè, nước suối, bánh này giống bánh cốm hả? Đúng rồi. Bánh cốm. Còn này là bánh Doraemon. 4 loại bạn, bánh Doraemon, bánh cốm, nước và liều. Rồi tiếp theo là cô An với 6 nút có 2 triệu. 6 nút và 2 triệu. An nó mua tổng cộng là 665.800 đồng các bạn. Đây nó gồm có là 6 món, gồm có là liều,
Cái này là cái bộ nồi hấp các bạn. Nó mua về mấy lời nè, vừa được cái nồi nấu nước mà vừa được cái đồ nắp, đồ hấp nữa. Không bên luôn em. Với lại mang mấy món hấp không anh ơi. Hấp không hả? Dạ. Rồi tiếp theo là món thứ ba của nó chính là lẩu dơi ăn liền. Cái này chỉ cần nấu lên là ăn thôi. Và món thứ tư chính là hamburger. Mua 2 tặng 1 luôn hả? Wow. À tức là được hai cái dính lại luôn hả? Đúng rồi anh. Mua 2 tính 1 các bạn. Đôi vật tính là 1 món nha. Rồi món thứ năm sẽ là bánh ngọt Nhật Bản. Wow. Tiếng Nhật đó các bạn. Và món cuối cùng chính là nước suối chai khổng lồ luôn. Rồi tiếp theo chính là 5 nhân phẩm các bạn. 10 đúng và 5 triệu nha. Rồi cái bill của mình, tổng cái bill của mình là 1.851.140 đồng. Tức là khoảng 1.8 triệu các bạn. 1.8 triệu. Là mình còn dư khoảng 3 triệu mấy các bạn. Và mình mua cái liều loại tự bung này giá là 1.995.000. Tức là 2 triệu. Nói chung là đầu ngày của mình sẽ có là 10 món bao gồm là nước suối nè. Còn này là sườn bò Mỹ có xương, nguyên một hộp vậy luôn là 389.000. Còn này là chai nước nho giá là 110.000. Còn này là dưa hấu không hạt giá là 92.340 đồng. Còn này là bánh gạo phô mai giá là 69.900 đồng. Còn này là cái nào bộ nồi các bạn, nồi đất giá là 209.000. Còn này là nguyên một cái hộp bánh bánh tây đó bạn, rất là mắc luôn, giá là 790.000 luôn. Hộp rất là bự và giá là 790.000 nha. Chỉ nướng, bếp nướng giá là 169.000. Ở nói chung là tổng bill mấy cái món đó của mình là 1.8 triệu nha bạn. Rồi cộng thêm liều với lại túi ngủ nữa là cũng khoảng 4 triệu mấy các bạn. Rồi bây giờ cái đám tụi mình là bắt đầu dựng trại bạn. Riêng mấy thằng cu nào mà không có liều thì tụi nó bắt đầu gọi là xây liều sinh tồn nha bạn. Rồi đầu tiên 10 nút của mình sẽ dựng liều trước bạn. Sẵn review xem cái liều tự bung là sao nha bạn. Mình sẽ mở này ra. Bắt đầu lấy cái này ra. Đây, tháo cái dây màu vàng này ra. Sau đầu mình sẽ hãy lên trời nè. Ủa đâu? Vẫn còn cái dây hả? À vẫn còn dây, vẫn còn dây. Đâu, tự bung đâu? Sắc não gì vậy? Dây kìa, dây màu đỏ kìa. À đây đây đây. Tự bung chưa? Chứ phải, như còn dây anh ơi. Sắc não gì vậy ta? Ok, tự bung. Đây đây đây, còn dây. Đây phải gỡ hết mấy cái nút ra đó mới tự bung nha các bạn. À, muốn để tự bung thì mình phải tháo hết mấy cái nút ra thì nó mới tự bung được nha các bạn. Nhưng mà nói chung là rất là nhanh, mình chỉ cần tháo hết mấy cái nút và hạ nó ra thì nó sẽ ra được cái liều bọc gió như vậy. Bài khá là đã luôn. Rồi hạ hết đồ vô. Túi ngủ nè. Bánh 700k nè. Rồi tiếp theo là tới mình. Mình xóa nút nha các bạn. Và mình sẽ bắt đầu dựng liều luôn. Đầu tiên mình nghĩ này nha. Liều này cũng mới tỏng à, mình cũng chưa sử dụng lần nào. Dựng thử như thế nào. Ơ, sao lúc dựng ra thấy quen quen quá nhỉ. Ôi khô rồi, không sao rồi. Rồi sau một hồi mình được mọi người giúp đỡ thì đã hoàn thành cái liều mông cổ rồi nha các bạn. Đây, đây như cái mông cổ ngoài sa mạc à. Có một cây chính giữa. Giống nguyên bản mini của em à. Mông cổ tay em hả? Chắc vậy anh. Mà thôi kệ, có chỗ ngủ được. Có một chỗ mũi nữa nè. Ngon. Ngon. Ờ, kém lại là ok liền. Rỗng không? Ừ, hẳn giò là được rồi. Nói ai mà vô hả? Đá ra hết. Rồi tiếp theo là mình bấm nút nha bạn. Mình cũng sẽ dựng liều luôn.
Rồi tới phiên mình dựng lều nha mấy bạn. Mình bảo vệ môi trường nên mình sẽ tận dụng những thứ mà người ta bỏ lại, xốp, cây, củi các kiểu. Trước khi dựng lều thì mình phải đo nữa. Tụi nó chuyên gia làm cái lều ấy, lót cái giò cả mấy bạn. Nên mình nằm mình đo cho nó an toàn. Tới đây. Hiện tại mình đã làm xong bộ khung rồi nha mấy bạn. Đây, full gỗ luôn. Mấy dây cột này thì mình lộm ở ngoài biển. Đây là nguyên cái đống lá khổng lồ hồi nãy mình mới bứt nè. Mình sẽ đem lợp hết luôn nha. Mình chơi lợp bằng lá cho nó xanh tươi, giải nhiệt mùa hè, thân thiện với môi trường. Còn mình hai nút thì mình sẽ làm lều sinh tồn bằng những cái cây mình lượm ngoài biển nha mấy bạn. Mình làm lều chữ A. Bây giờ mình sẽ cột cái cây. Sợi dây này mình cũng lượm ở ngoài biển luôn nha mấy bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lợp mấy cái tấm xốp mình cũng lượm ngoài biển luôn. Là xong nha mấy bạn. Rồi, còn mình thì một nút, mình sẽ làm cái lều mông cổ giống mình ăn nha. Rồi mình ra biển mình lượm được 4 cái cây mình chậm nó lại. Sau đó mình sẽ cột nó lại. Rồi tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái tấm xốp mình lượm được ngoài biển nha. Mình sẽ lợp lên. A few moments later. Rồi tất cả mọi người đã dựng lều xong rồi các bạn. Mình sẽ review sơ lều của từng người luôn nha các bạn. Hiện tại là trời nó đang mưa râm râm luôn các bạn ơi. Chút nữa nếu như có mưa lớn thì mình sẽ cập nhật cái tình trạng gọi là tắm mưa của mọi người nha. Đầu tiên là cái lều gọi là lều khổ dân. Phiên bản gọi là lụm nhặt của dĩ các bạn. Các bạn đi một vòng từ trên xuống thì các bạn coi đó. Nói chung là nó chơi cái lều giống của Hoàng An á, lều mông cổ các bạn. Ở đây thì nó có cửa đàng hoàng luôn. Rất là đã luôn nè. Wow. Wow. Đài bên trong khá là ok luôn, khá là ấm cúng luôn. Không gian khá rộng luôn anh. Mưa lâm râm có vô mưa không em? Không, anh chưa dột. Chưa dột, mưa lớn mới biết đúng không? Chưa thấy con mấy cái đó có lỗ luôn kìa. Lỗ mà, lỗ mà. Chút nó dột kêu anh lại quay nha. Ok. Nói chung là liều khổ gian phiên bản lụm tên bãi biển nha bạn. Có cửa đàng hoàng luôn, quá dữ. Ủa, cửa nó đóng sao hả? Ở đây mà anh. Vậy hả? Oh, what the hell. Rồi, tới lo. Rồi, tiếp theo là hai nút. Tủ hai nút nha bạn. Tủ hai nút thì nó chỉ có nước với lại xúc xích thôi. Và nó chơi một cái lều gọi là lều chữ A. Phiên bản cũng gọi là lụm nhặt bãi biển luôn. Mọi người cho tủ vô ha. Coi mọi người sao? Đây, cái này là để che lại cái cửa. À, đây có lỗ hả? Có cửa luôn. Có chưa anh? Wow. Rồi vô trải nghiệm thử coi. Nằm quay đầu ra, quay đầu vô. Quay đầu vô hả? Ấm cúng chưa ta? Thấy được lắm em. Nhìn ấm lắm anh. Ừ. Cũng cao ráo đó bạn, vừa đủ cái đậu luôn nè. Cái này lăn được. Đóng lại. Đóng lại vậy hả? Tắm mưa luôn ha. Lấy cái đó che mấy lỗ này nữa. Che giùm em luôn hả? Vậy hả? Vậy hả? Đóng hài không? Đó. Rồi tiếp theo là ba nút đó Hương. Đúng rồi. Hương ba nút thì nó có ba món. Gồm có là tôm hùm nướng nè, mì tôm chua cay và nước nha bạn. Và Hương nó chơi một cái lều gọi là lều thiên nhiên luôn, lá cây không. Mưa có vô không? Dĩ nhiên là không rồi. Gửi bà. Lều Hương rất là hiện đại. Có cửa đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đắp luôn ha. Đó. Đắp vô phát là mưa hết giọt nổi luôn. Vậy hả? Rồi nó quỷ trang luôn, cái này gọi là lều du kích đó chứ. Hết thấy gương luôn rồi. Vãi hạt. Quá dữ luôn. Rồi tiếp theo là toàn mấy sao, toàn mấy nút hả toàn? 4 nút mà. Rồi tiếp theo là toàn 4 nút thì nó có một cái lều nhỏ như vậy các bạn. Lều này thì chống mưa thì thôi rồi luôn à. À.
Đây bên trong của anh Toàn thì đó là liều thì không có gì để review đó bạn ơi. Đó, rộng rãi thoáng mát. Rồi tiếp theo là bên cụ ăn 6 ngón các bạn. Ấy lộn 6 nút nha bạn. Thì nó có một cái liều bông cổ phiên bản nhỏ nha. Đây. Wow. Đây bên trong là sẽ có một cái cây trụ như vậy các bạn, giống cái liều mông cổ phiên bản lớn của mình á. Ở nhà mạng thấy có mấy cái chấm bi 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 quá trời luôn. Ừ vậy nó mới có điểm nhắn em. Bên trong thì có nước rồi bánh trái đồ, nồi đồ các kiểu các bạn. Mà nằm ok không em? Được anh. Em để em có lấy một cái tấm bút ở ngoài đó. Đấy là ok nè. Làm gói hả? Làm gói. Ổn áp em ơi. Đã. Thẳng giờ luôn lộn áp rồi. Rồi cuối cùng là mình tới 10 nút các bạn. Và mình có là 5 triệu. Thì mình có một cái liều tự bung. Liều này nãy mình review rồi. Bên trong thì cũng không có gì bàn cãi các bạn. Rất là ok luôn. Ây da, mưa luôn rồi kìa. Giỡn giỡn thì mưa ướt luôn rồi đây. Chút mưa lớn đó nha, coi chừng nha. Đây bên trong khá là ấp cúm nha bạn. Đây đồ ăn đồ rất là nhiều luôn nha bạn. Rất là ấp cúm, mình sẽ vô đây mình ngủ luôn. Dép thì mình có thể để dưới đây vậy nè. Đó. Sau đầu mình sẽ kéo lại. Nói chung là trời đang mưa râm râm nha bạn. Đó các bạn nghe tiếng mưa lập bợp không? Mưa râm râm. Mỗi người là sẽ nằm trong cái liều của chính mình. Chút nữa chiều chiều thì cả đám tụi mình sẽ bắt đầu hết mưa rồi cái kiểu thì bắt đầu gọi là ăn chiều nha bạn. Bây giờ mỗi người sẽ nằm nghỉ mệt trong liều của mỗi người. 2000 years later. Rồi trời hết mưa rồi, tụi mình đốt được đống lửa trại bạn. Lửa trại thì vẫn là xài chung cho cấp trại mà. Đóng lửa trại bên đây. Bây giờ cái đám tụi mình sẽ chuẩn bị bữa ăn chiều. Mình thì có mua một cái bộ đồ nướng các bạn. Mua đồ nướng thì mình sẽ có luôn cái đồ gấp và dĩ nướng. Chứ mình mà mua dĩ nướng riêng thì mình sẽ không có cái đồ gấp các bạn. Rất là khó nướng thịt luôn. Bởi vì mình mua nguyên bộ như vậy nè. Đó. Nói chung là bây giờ là mình sẽ lụm hang ở trong đống này, bỏ vô đây. Rồi sao nó đóng dữ rồi. Rồi bây giờ cái đám tụi mình sẽ ăn chiều các bạn. Đầu tiên là cô dĩ một nút. Một nút. 10 triệu. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, ăn quá đã luôn. Bánh Ata và uống sữa tươi các bạn. Nói chung là cái này là nguyên một combo để tính là một nút luôn nha. Bữa ăn này lẹ lắm anh. Bữa ăn này rất là lẹ luôn. Thử coi. Chừng 60 giây rồi. Đâu. Đừng dục rác nha. Rồi. Tao ơi. Chú ăn cho chó. Chú ăn cho chó ghê luôn các bạn ơi. Dạ yeah, chú quay thích ăn gì đúng rồi, rồi vô. Ăn gì dơ gớt lắm bạn. Gớt mà. Ủa không có. Dạ yeah, không review hết uống nước chưa gì. Ủa ăn luôn. Sao? Giòn. Giòn. Thơm không? Thơm. Không biết thơm mùi gì nữa. Ngũ cốc cái gì? Ngũ sữa hả? Ngũ sữa à. Rồi bỏ nó đi. Đúng một phút luôn. Nói chung là thằng một nút nhưng mà 10 triệu thì nó chỉ ăn được như vậy thôi bạn. Còn mình thì hai nút, mình sẽ ăn xúc xích nướng với uống suối nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ nướng xúc xích. Rồi sau khi mình nướng thì cái xúc xích đang hôi lùi luôn các bạn. Nhưng mà cái xúc xích này lọc vỏ ra thì ăn vẫn được nha mấy bạn. Rất là ngon luôn nha. Mình uống thêm nước ngọt Aquafina nha. Quá đã. Còn mình thì 3 nút nha. Mình sẽ uống nước ngọt suối. Và ăn cái này nhiều lắm nha. Hai con tôm nè. Miếng hành, chanh, mì, rau muống. Rất nhiều thứ để ăn nha mấy bạn. Hôm nay mình ăn sang chút xíu. Mình sẽ bóc ra nha. Đây. Nó hòa quyện kìa. Chỉ có hơi là thiêu phẩm rồi. Bây giờ mình đang uống ngọt suối nha. Rồi còn mình 4 nút nha bạn. Mình thì ăn bánh rán Doraemon với uống nước suối. 6 cái Toàn.
quá đủ. Rồi đưa cho bạn coi thử cái bánh này như thế nào. Đó, để tay vậy nè. Bên trong còn có nhân nữa nha mấy bạn. Không gỡ ra được rồi. Như đậu đỏ. Có nhân mà thấy được vậy. Ngon không? Bánh này ăn được anh. Ngọt, nhai cái gì? Thôi uống nước ngọt suối luôn em ơi. Bánh ăn thì khô quá. Nước không vô. Còn mình thì 6 nút và mình sẽ ăn lẩu dê ăn liền và uống nước ngọt Awalina nha các bạn. Đây. Cái lẩu dê này không phải ăn liền nữa nha, mình phải hấp lên mới ăn được. Đầu tiên thì ở đây mình có sẵn sẵn rồi. Giờ mình chỉ còn bỏ vào cái nồi hấp nữa thôi. Mở ra. Không, không sao. Rồi đó. Rồi đậy lại. Và chờ nó chín thôi. Còn mình thì 10 nút nha các bạn. 10 nút thì không khác gì 6 sao luôn. Và mình còn bóc vô được 5 triệu nữa. Nói chung là hôm nay nhân phẩm của mình khá là cao. Và mình chọn cái món gọi là xương bò Mỹ có xương. Cái này là dùng để nướng các bạn. Tại vì cái này là bản tính là một món. Trong đây là gồm có nước chấm luôn các bạn. Chứ mình là mua cái gói sườn ở ngoài thì mình sẽ không có nước chấm. Phải mua nước chấm riêng là tốn hai món. Vì vậy là mình mua cái combo này. Đó, mình chỉ đơn giản là lột nó ra thôi. Đây là bịch nha. Đây. Sau đó mình sẽ xé nó ra. Đây mình sẽ có là gói sốt nữa các bạn. Gói sốt. Còn đây là gói đây là sốt ướp nè, còn này là sốt chấm. Sốt chấm thì mình bỏ ghi qua bên. Còn đây là sốt ướp thì mình xé ra và ướp nó. Để ghép một bên. Đó, sau đó mình sẽ ướp. Nhúng qua nhúng lại rồi ướp nó. Không cần khấm gì đâu các bạn ơi, chân đại luôn. Đó, sau đó bỏ lên vậy. Nướng. Mình thấy nó khá là nhiều luôn các bạn, tới 5 miếng luôn. Mình nghĩ là mình sẽ ăn hết. Không, đâu biết đâu, không nhiều đâu, anh coi ăn hết. Nó khôn kìa. Ôi, đi cắm trại mà ăn thịt nướng thôi rồi luôn rồi. Thôi, không sao, em ăn lẩu dê thôi. Cái này Hương không càng đâu, có hai tôm rồi dầu chanh lá hẹ gì, nhiều lắm. Quá đã luôn các bạn ơi. Trời ơi, đi cắm trại mà ăn thịt nướng gì. Ừ, gỗ nó khôn kìa. Chả nó biết. Quá đã. Trời ơi, vừa bỏ lên nóng kìa. Muốn chín luôn á. Quá đã. Thôi rồi luôn. Trời ơi, nó chín đã ghê luôn nè các bạn ơi. Wow. Wow. Cháy luôn cho được nơi là chín. Trời ơi, thôi rồi luôn rồi. Đúng là 5 sao. Tiếp theo là gói nước sốt chấm nha bạn. Mà mình không có chén á, nên mình sẽ chơi như vậy nè. Xịt lên. Trời ơi. Bây giờ là xương trộn vậy á. Thôi rồi luôn rồi, thôi rồi luôn rồi, vô hại luôn rồi. Chờ mấy đứa, cho mấy đứa, mỗi đứa thử miếng thôi. Wow. Ồ, thơm cái à. Ồ, thử hả? Chứ phải ăn thử hả? Thử mùi hả? Thử mà. Tụi mình chơi là chơi rất là công bằng đó bạn. Ai vô về thì trải nghiệm cái đó chứ làm gì có thử. Có thử thì được, thử thì được. Vậy hả? Thôi. Ăn đi tôm, đi tôm. Không sao sao, nó gớt gì trồng vô không chẹp mấy bạn. Ôi mẹ ơi. Nó ngon, nó béo rồi rồi luôn. Và mình sẽ uống nước nho nha. Cái nước nè. Đó. Cái nước bay mất tiêu luôn rồi. Bay đó. Wow. Không biết có ai sống không sao đổ dữ vậy. Lụm giùm có được uống ké không anh? Tốt lụm giùm anh đúng không? Đúng rồi. Có hưởng em. Trời ơi. Nhìn là biết làm gì. Nói chung là Tú nó biết mình là thích người lụm giùm như vậy nè. Cho thử lên. Tú này hàng nãy hàng xúc xích đúng không? Đúng rồi anh. Thử miếng thịt bò luôn. Quá trời heo. Đúng rồi. Có công là phải được hưởng chứ. Biết rồi em lụm rồi. Sao sao sao. Ngon lắm đúng không?
đúng rồi anh. Béo ngọt ngọt nước, cái chấm nó vừa ăn nữa. Đúng rồi, cái này đâu cần cây đâu, quất dây luôn đấy bạn. Ôi mẹ ơi, nhìn trả nước miếng theo chứ không sao đâu, ké miếng mồi coi nè. Nó còn cũng sướng nữa coi. Thiếp miếng mồi ăn miếng mì. Đúng rồi, cảm nhận rồi, mình đã cảm nhận được. Má dở kìa. Nói chung là bò đang là khỏi chơi đó bạn. Bây giờ tiếp theo là cái màn gọi là dưa hấu, biểu diễn dưa hấu nè. Máu nó xì cơ kìa. Wow, nhiều quá các bạn ơi. Nhưng mà mình chắc chắn mình sẽ ăn không hết nên đó, mình sẽ để đây ăn từ từ. Ok, lại như vậy nè. Phải nói là ok, ngon ngọt mọng nước, lúc là 6 sao này, 10 nút là tính là 10 sao các bạn. Sao mảnh hơn dữ vậy. Mình để ý là nãy giờ mình ăn xong thịt bò, ăn tới dưa hấu luôn. Bạn ăn vẫn chưa có gì ăn hết các bạn. Hấp lâu quá, cái này hấp lâu. Lâu hả? Nếu nghĩ... chạy ra chế nước thì nó nhanh hơn. Anh nghĩ là chín rồi em. Không, nãy mới mở ra còn chưa anh. 2000 years later. Sau khi cỡ tiệc nó tàn luôn rồi, cái lẩu dê của mình nó cũng đã chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ẩm nó xuống. Chờ em mà anh ăn hết luôn. Wow, anh thấy có sen. Rồi cái lẩu dê của mình á, thì để mình cho bạn xem nó gồm có những gì nha. Đầu tiên thì đập vào mắt mình là có một cái ngó sen, bắp, dê đâu? Thịt, đây đây, thịt dê và tàu hũ, nấm kim châm mà nhỏ, và cuối cùng là miếng hết. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn miếng dê trước đi. Cái đũa nó chắc mừng thủy đó em. Thiệt xui quá, dính được 6 nút phải chỉ 7 nút được cái đũa à. Dê quá. Dê thiệt không ạ? Ăn cũng được ha. Nó có một chút gì cứ hơi lạc lạc cũng được. Còn miếng nó lạc chủ đề làm sao á, bỏ vô ăn có nghe mùi miếng không à, nó không có nghe, nó không có hòa nhập với lẩu luôn á bạn. Ngồi hết rồi, có đơn không sao sao đồ gì nữa luôn. A few moments later. Rồi cái đám tụi mình ăn tối với bạn. Đầu tiên là mọng sao cấp 1. Mọng đút ăn gì em? Ăn với củ anh. Mọng đút bạn ăn củ cốc hả? Ăn với củ. Rồi tiếp theo là hai nút. Ăn xúc xích nướng. Bạn xúc xích nướng hả? Rồi ba nút. Ba nút này cũng có sự thay đổi. Tối nay Hương ăn tôm hùm nướng. Hôm qua ăn cua á cha hơi ngán nên hôm nay ăn tôm hùm bông nướng. Đổi vị. Bỏ lên nướng thử coi. Vậy? Ủa không nướng hả? Nướng sẵn rồi, bóc vỏ là ăn. Ok. Ủa đâu tôm, đâu tôm đâu? Nè. Thôi là thịt tôm à. Ê, tả tôm gì vậy? Hiểu quá. Cho lãnh ầm á, đưa lãnh ầm luôn nè. Đây 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 đây, tôm hùm nha các bạn, tôm hùm á nhẹ vô bóng đi nó mép chút bay luôn. Thấy không? Bay thấy không nè. Thôi được à. ăn nguyên con hay no, thôi giờ ăn nửa con thôi. Khuya ăn tiếp. Rồi tiếp theo là 4 sao, 4 nút. 4 nút mày mang bánh xốp. 4 nút mình toàn nó ăn bánh xốp nha các bạn. Không biết bánh là bánh gì, xé thử luôn ha. Nó có xanh, vàng, cam rồi các kiểu đó bạn. Mình thôi thử cho một cái màu xanh coi là nó có màu xanh bên trong hay không nha. Để mẹ mày. Ủa? Đó, cái gì đó trời. What the hell. Thử cái tờ, cắn cái coi. Nó bìa được rồi. Nghe mùi matcha không à? Rồi màu xanh. Xanh, à màu xanh là matcha, hiểu rồi. Ok. Rồi tiếp theo là 6 nút. Món gì em? 6 nút của em thì ăn là hamburger bò và uống nước Aqualina. Mua 2 tặng 1 nha bạn. Ủa mua 2 tính 1, tức là mua 2 cái này tính tiền 1 cái. Để em xé ra thử ha. Lần đầu tiên thấy món này luôn á. Thử như thế nào.
Kiểu hamburger em đâu? Ủa? Hay là này là hamburger? Rồi. Ủa? Kìa. Em nghĩ là tàn hình đó em. Chắc tàn hình rồi. Lần sau mua mới có. Rồi luôn. Ủa? Này rồi sao? À anh hiểu rồi. Anh thấy trong cái chỗ quầy khu vực đông lạnh anh nó có bán cái vỏ bánh nữa. Tức là mình mua thêm cái hộp vỏ bánh nữa, cái mình kết hợp với cái này cái nó ra được cái hamburger em. Tìm đau quá. Ăn hai miếng thịt vậy thôi hả? Không, bốn miếng. Không, không, bây giờ anh cho em mượn cái dĩ của anh nè, nướng tinh dĩ của anh là hành thịt bò nướng đó em. Vậy hả? Ủa được á. Đúng rồi, để anh né qua cho em nướng nha. Quá đáng lòng luôn. Thơm. Thịt bò bỏ lên. Đó. Trời ơi. À, em lấy hai cục nướng, cái em lấy hai cục hấp thôi. Coi khác nhau cái gì không? Bò mà hấp bằng ghê lắm á. Ủa vậy hả? Vậy không? Em đi nướng hết. Để mình nướng thử hồi coi ra sao. Còn mình thì ăn bánh gạo các bạn, topokki nha. Gồm có là bánh gạo và nước sốt, phô mai. Rồi mình sẽ bỏ bánh gạo vô trong nồi. Ôi! Ôi mà ăn gấp ăn. Gối không ẩm. Ăn nó không ngon đâu. Rồi tiếp theo là mình bỏ cái gói phô mai vô luôn nha các bạn. Nhìn đã chứ à. Có hai miếng chín anh ơi, còn hai miếng chia đợi xíu nữa. Nó ăn giống bò lá lốp vậy. Thật chứ giống bò lá lốp. Chỉ là không có lá lốp thôi. Chứ mà bỏ lá lốp lên mà cuốn lại easy luôn. Mình chấm chấm đây là bò lá lốp. Đây topokki của mình nha bạn. Bánh gạo Hàn Quốc. Bánh gạo phô mai nha. Dẻo thơm và nóng. Nói chung là ăn ở bãi biển đó bạn. Gió rất là nhiều, rất là lạnh luôn á. Ăn đồ nóng là thôi rồi luôn. Không không, có mình anh ăn được à. Mấy người kia nhìn anh ơi. Mấy em... kia đang ăn đồ lạnh đâu hả? Em cũng ăn đồ nóng mà anh, xúc xích nướng. Wow, đi đùa. Không không. Rồi hiện tại đã hơn 10 giờ tối và mấy thằng cu nó ngủ hết nha bạn. Nãy giờ mình nằm trong lều mình chơi. Bây giờ mình sẽ review chỗ ngủ của từng người và tụi nó ngủ như thế nào nha. Đầu tiên sẽ là thằng cu một nút nha. Số 1 nha bạn. Đây một nút là cái lều của thằng cu dĩ nha bạn. Nó làm lều mông cổ phiên bản lụm mấy cái rác, mấy cái tấm xốp bãi biển về. Hiện tại là gió thổi rất là lớn luôn các bạn ơi. Nó có một cái khóa như vậy nữa bạn, mình mở ra, mình mới mở cửa vô nhà nó được nha. Đây bên trong cái lều thì nó khá là rộng rãi luôn. Mình nghĩ là cái lều này của nó có thể chặn được gió luôn các bạn ơi. Rất là ok luôn nha. Mình đóng cửa lại cho nó luôn, không gió vô. Rồi tiếp theo là cái lều của cô Tú, hai nút nha bạn. Nó bỏ cửa luôn các bạn ơi, cửa nó rớt ra ngoài luôn rồi nè. Nó ngủ như vậy cho gió thổi mát hay gì á. Đây bên trong thì hiện tại là nó ngủ luôn các bạn ơi. Tủ thì nó rất là dễ ngủ. Cũng che được gió luôn nha các bạn. Đây. Cái lều thứ ba sẽ là cái lều của cụ Hương nha các bạn. Thằng Hương thì nó ba nút. Nó bóc vô ba nút nhưng mà nó lại hãy vào có 10.000 thôi bạn. Nên nó phải làm một cái lều bằng lá như vậy nha các bạn. Đây chúng ta thấy được cái kẽ hở nó cũng đang ngủ nữa bạn ơi. Mình có thể mở ra và coi nó ngủ. Đây một cái lều rất là gần gũi với lại thiên nhiên luôn, gió lùa rất là ấm cúm luôn. Rồi tiếp theo là cái lều 4 nút của cụ Toàn nha bạn. Nó thì nó đang ngủ trong lều. Và hiện tại là cụ Bảo đang ngủ chung với nó nha. Không hiểu tại sao ông Bảo lại chui vô đây ngủ nữa. Chắc ngủ như vậy cho ấm các bạn. Rồi cái lều thứ năm là cái lều mông cổ của An. Cụ An thì nó có 6 nút. Và hình như nó có tới 2 triệu lượt nên nó chơi cái lều rất là đã các bạn. Kéo cái này ra. Đây, nó ngủ như vậy nha các bạn. Rất là rộng rãi luôn nhưng bên trong không có nội hắt gì hết các bạn, có mình nó ngủ thôi. Rồi cuối cùng là cái lều tự bung của mình nha các bạn.
nhỏ hơn liều của mình ăn, nhưng mà được cái là mình thấy nó khá là tiện lợi luôn. Bây giờ mình sẽ chui vô ngủ, mình sẽ giấu dép mình ở dưới đây nè bạn, đó, giấu dép dưới đây để xương nó không ướt dép mình đó. Còn mình thì 10 nút và rất là may mắn là phải bóc vào được cái ô 5 triệu bạn. Kết quả là được đủ liều rồi, có cả túi ngủ nữa bạn. Nói chung là đây là một cái cắm trại nhân phẩm nha bạn. Ok, nói chung là bây giờ tụi mình đi ngủ, sáng mai sẽ quay cảnh coi có tiệm mưa gió hay gì hay không nha bạn. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Rồi trời sáng các bạn ơi, nói chung là cái đệm này ngủ rất là ok, nhưng mà hình như là khoảng 2-3 giờ sáng thì nó bắt đầu nó rất là lạnh luôn các bạn. Không biết là sao lại lạnh nữa, chắc tại là vì ở chỗ này nó gió biển nó hỏi vô rồi sương nó xuống rồi các kiểu á, rất là lạnh luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ rửa mặt súc miệng và ăn sáng bằng cái hộp bánh 700k này các bạn. Ăn thử cái bánh này mắc bị gì mà nó 700k dữ nha. Bánh Nhật Bản quá. Rồi còn bên một nút của mình thì tối ngủ cũng im, nhưng tối gió nó vô nên hơi lạnh xíu thôi. Rồi mình có một nút rồi nên đâu có gì để chọn đâu, nên mình sẽ ăn bột củ cốc tiếp với uống sữa. Còn hai nút của mình á thì tối hôm qua ngủ khá là ok, do là hôm qua mình ăn nhiều quá nên nay là mình không còn gì để ăn sáng hết, nên là mình uống nước cầm bụng nha mấy bạn. Còn bên ba nốt của mình thì hòa mình vào thiên nhiên các bạn. Tối nó rít vào, nó lạnh trong lưng. Ghê lắm. Rồi bây giờ mình sẽ ăn sáng nha. Mình còn một tí nước với lại nửa con tôm hùm. Tối này mình tiết kiệm nửa con tôm hùm nướng. Nướng nướng hồi tối tới giờ mà vẫn còn hơ mấy bạn, giòn rụm luôn. Do mình còn như đây nướng thôi nên bây giờ mình mà xúc bật cái miệng nữa là mình không còn nước để uống luôn, nên mình dùng nước này uống nè. Rồi còn mình bốn nút tối ngủ trong liều rồi nằm ok, nhưng mà tối sương xuống nó khá là lạnh nha mấy bạn. Vì nằm trong dương bão cũng lạnh đó hả? Lạnh anh, gió nó cứ luồn xuống luồn qua lạnh như vậy hả? Bạn gì? Còn buổi sáng thì mình lại tiếp tục ăn bánh ngũ cấp. Ủa? Còn buổi sáng thì mình tiếp tục ăn bánh cơm nha mấy bạn. Do bánh này khá là nhiều, bánh này khi ăn mình uống nước nữa cái nó sẽ nở ra nên không có lâu bị đói. Nói chung là bốn nút của mình khá là ok nha mấy bạn. Còn sáu nút của mình á thì tối hôm qua ngủ êm lắm, nhưng mà cỡ tới sáng á thì nó không biết sao lạnh cực kỳ, hình như là mấy cái liều Mông Cổ này người ta tích tụ lạnh hay sao á, tối nó lạnh ghê hồn, phải chi 7-8 nút gì đó mình mua mền chăng cái kiểu không có gì. Còn bây giờ thì sáng á thì mình sẽ ăn sáng với cái bánh Hàn Quốc nha mấy bạn. Đây, tối mình ăn thêm cái à, giờ ăn thêm cái nữa. Cái bánh này có hương vị giống bánh Trung Thu á. Phải mua. Nói chung á là 6 nút với 2 triệu thì mình có khá là dư giả luôn. Đồ ăn, đồ uống gì á là không có thiếu thốn gì hết, nên mình cảm thấy là 6 nút này ok nha các bạn. Rồi mình sẽ ăn sáng bằng cái hộp bánh hôm qua mua 700k nha các bạn. Bánh này mình thấy nó có chữ Nhật, hình ảnh đồ rất là bắt mắt luôn.
để xem thử cái bên trong có gì. Quấn lớp bị lông ngoài, quấn thì một lớp giấy khá là cầu kỳ luôn các bạn. Đây, một lớp giấy. Sau đó bên trong có thêm một cái hộp, rồi có thêm một hình một cô gái gì nữa nè. Tiếp theo là thêm một lớp giấy này, rồi lấy cái thêm một lần nữa. Sau đó tiếp tục cái hộp này mình sẽ mở thêm cái hộp nhỏ nữa. Có băng keo, có băng keo, để coi. Ở đây có cái đồ nó hướng dẫn mình cách mở luôn đó các bạn. Không biết cái gì nào cho là mình mở cái này ra, bên trong thêm một cái nữa không? Lên nào. Wow, có bộ sưu tập bánh này là làm từ cái gì, rồi nướng như thế nào, tên gọi của bánh ra sao rồi nè mấy bạn. Nhưng mà mình đọc là xí xào vậy đó, bó tay. Rồi có cả một cái đồ để dành mình giải trí nè, mình ăn xong mình chán quá mình bóp đồ giải trí đó các bạn. Các bạn hay luôn á. Nói chung là bánh 700k phải có khác nha. Bên trong hộp bánh thì mình có đủ các loại bánh luôn. Bánh dòng nè, bánh sô-cô-la nè, bánh kẹo đường, rồi mấy cục kẹo sô-cô-la, bánh ống, bánh trái tim, bánh mũ, bánh đồng tiền, bánh cỏ bốn cánh nè, bánh ống, rồi bánh tay, bánh hạnh nhân, bánh gì chữ sơi đó nè, rồi bánh thì bánh gì mặt trăng vậy nè. Ok, mình sang thử cái bánh trái tim màu hường này các bạn. Quá là nhiều luôn, hộp bánh gì đâu mà nó phong phú nhiều thiệt chứ. Mà nhìn có vẻ hơi ngán á, cái này ăn uống trà thì được. Dâu tây. Nói chung là 10 nốt với 5 triệu thì mình có một cuộc sống khá là vương giả nữa các bạn. Lều ấm nè, rồi túi ngủ cũng rất là ấm. Rồi số mơ thì có ăn mấy cái món bánh gì rất là khoái vị luôn. Rồi uống nước nho nữa. Nói chung là 10 nốt 5 triệu thì khá là ok luôn nha các bạn. Ok, bây giờ cái đám tụi mình là sẽ bắt đầu là thu gom mấy cái liều trại lại và dọn rác được các kiểu nha các bạn. Lúc kháo gai gắn là dễ, bây giờ gắn vô không biết sao gắn luôn các bạn ơi. Dày hả? Dày. Vậy gãi thì sao? Cho hỏi. Đây này, bên đây qua kia. Rồi xong rồi. Rồi sao một hồi mai mò xếp lại thì mới quyết định là nó được như vậy thôi bạn. Đây là cái túi của nó nè. Lúc đầu thì là thì có thể gắn vô được, bây giờ thì nó lại gắn được có nửa cái. Good job. Good job. Không sao, kệ đấy. Như vậy là đem về nhà được các bạn ơi. Về nhà nghiên cứu lại thêm. Tháo gai gắn là tiện lợi, nhưng mà gắn vô thì thật sự là gắn là hắc não luôn. Cả bầy bu lại mà chỉ có thể gắn nó được như vậy thôi nha. Nói chung là clip này là tụi mình thử cắm trại heo những cái con số bạn. Cô Dĩ một nốt, Hương là Tú 2 nốt, Hương 3 nốt, Toàn 4 nốt, ăn 6 nốt, và cuối cùng là mình là 10 nốt luôn. Không ai bóc vô 7, 8, 9 thế bạn. Tên mình là mát nhỏ luôn. Bóc là 1, 2, 3, 4 rồi chứ không bao giờ mà 7, 8, 9 được hết á. Nhưng mà không sao, như vậy thì mới có những cái trải nghiệm mà gọi là hú về các bạn. Thử cái cắm trại mà chỉ được mua một món thì sẽ mua những thứ về. Nó sẽ học được cách gọi là làm sao để mà nó tính toán nhất có thể. Nó sẽ mua là bột ngũ cốc với lại hũ sữa được tặng kèm. Kết quả là nó không bị hét nước gì hết nha bạn. Ok, nói chung là tụi mình kết thúc video tại đây. Video hôm nay là cắm trại heo những con số. Bạn nào thích những video này của tụi mình thì hãy nhấn like, chia sẻ. Và đặc biệt là bạn nào mà chưa nhấn đăng ký kênh thì các bạn chịu khó lấy đăng ký kênh. Hay là cái kênh các bạn sẽ nhận được thông báo sớm nhất khi tụi mình ra những cái video mới nha. Và đặc biệt là nút đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí các bạn ơi. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở clip cắm trại sau nha. Good job. Good job.